Ôi. Chữ L, chữ E. Vâng. Ủa ghi sao vậy? Chữ L với chữ E đó. The Raw vậy thôi Rồi. hả? Dạ. Dạ, Đúng. Ủa sao nhìn lại lạ ta? The Raw, ok. Rồi, tiếp theo là cái cache server. À, các bạn cho các bạn nói trước luôn á, trong cái này á, thằng nào đóng server, thằng nào đóng vai trò là client, thằng nào đóng vai trò là server. Trong ba thằng này giờ thằng nào là server, thằng nào client. Server thì em nghĩ là được rồi, còn cái client là cái server. Đó, thấy chưa? Trả lời một cách là mình hiểu được là cái kiến thức về socket các bạn nghiên cứu được tới đâu luôn rồi đó. Ừ, nhóm hồi nãy thầy cũng ngồi thì chửi với một trận nát luôn á, nát bét luôn á. Bây giờ nhóm mình cũng vậy, cũng như không. Kêu học về nghiên cứu cuối cùng cũng như không. Rồi, thứ nhất, cái Droid này á, nó đóng vai trò là server nha. Thì thứ nhất, trong cái mô hình socket á, cái mô hình socket nó hoạt động các những cái đối tượng mà tham gia vào trong cái, những cái nhóm khác cũng nên nghe cho biết nha, tại vì đây là một trong những kiến thức về IoT và một trong những cái kiến thức về mạng internet. Khi mà các bạn hiểu tốt á, sau này có các bạn đi làm á, nhiều khi các bạn cũng sẽ hiểu được đấy, các bạn cũng sẽ rất là lợi ích cho công việc sau này á, chứ không phải đơn giản là không phải nhóm mình thì mình không 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 nên nghe đâu ha. Tất cả các kiến thức các bạn càng biết nhiều á, sau này các bạn có vấn đề gì liên quan á, các bạn xử lý nó rất là nhanh. Còn nếu bạn nào mà không muốn nghe thì tùy, nhưng mà thầy nói trước những cái này rất là quan trọng luôn, nó liên quan từ mạng căn bản qua tới bây giờ. Mà thật ra các bạn không hiểu được á, là lý do là cái mạng căn bản các bạn học không có chắc. Ừ, thì nói thẳng là như vậy. Ừ, thì cái mô hình socket như thế này, tức là những cái đối tượng tham gia trong mô hình socket giống như là những cái máy tính mình tham gia vào một cái mạng wifi vậy đó. Khi mà những cái máy tính của mình tham gia vào cùng một mạng wifi á, thì các cái máy tính sẽ phân biệt với nhau thông qua địa chỉ IP. Còn đối với những cái đoạn chương trình này nè, mà khi tham gia vào socket á, thì tụi nó sẽ phân biệt với nhau bằng bằng một cái bộ, người ta gọi là bộ socket. Một cái bộ socket á, nó không phải chỉ đơn thuần là một cái địa chỉ IP đâu. Tại vì sao? Tại vì những cái chương trình này à, khi mà mình chạy trên cùng một cái máy tính á, thì làm sao tụi nó phân biệt được với nhau các bạn? Làm sao? Khi trên cùng một máy tính á, tụi nó phân biệt với nhau thông qua cái số hiệu gì? Số hiệu gì? Số lượng bọt. Số hiệu bọt. À, cái này là kiến thức mạng máy tính. À, tuy nhiên nếu mà khi mà hai cái chương trình mà chạy trên hai máy tính khác nhau á, thì mình có thể xài chung cái số hiệu bọt được, và mình chỉ cần khác cái gì. Ủa khi mà hai chương trình chạy trên hai máy tính thì chắc chắn nó đã khác nhau, khác về cái gì rồi, Cái gì chứ về em cái đi. IP ha. Nên một cái bộ socket á, là một nên mỗi cái đoạn chương trình mà nó cùng tham gia vào trong một cái cơ chế giao tiếp bằng socket á, thì nó sẽ có một cái địa chỉ định danh. Cái này nó giống như là cái ID gì đó, này số chứng minh nhân dân gì đó, nhưng mà số chứng minh nhân dân của thằng mỗi cái thằng tham gia vào socket á, nó sẽ là cái sự kết hợp của địa chỉ IP và gì và bọt. Nếu mà cùng một máy tính á, thì IP sẽ là phần giống nhau và cái bọt sẽ là phần khác nhau để tụi nó phân biệt với nhau. Nếu mà khác máy tính á, thì có thể dùng, thứ nhất là bắt buộc phải dùng qua IP rồi, tại vì phải điều hướng được tới cái máy tính đó. Thứ hai là phải dùng cái bọt để mà định hướng tới đúng cái phần mềm đó, tại vì trên một phần mềm mình á, bên trên máy tính mình á, sẽ có rất là nhiều phần mềm cũng đang sử dụng cái cơ chế socket. Các bạn truy xuất vào một cái website á, các bạn cũng đang dùng cái cơ chế web socket đó các bạn. Tất cả những gói tin các bạn đang luân chuyển chạy trong cái hệ thống internet đều thì dùng cái cơ chế socket hết. Cái cơ chế socket là nằm trong cái tầng transmission các bạn, transport các bạn, transport. Thì các bạn đang làm ở những cái lớp ở phía trên, lớp application, sau khi nó đi xuống phía dưới á, thì nó sẽ qua cái lớp transport. Cái lúc này nó sẽ đóng gói cái data của bạn thành những cái gói bucket hoặc là data frame, tức là hai cái loại, một loại UDP hay là TCP. Sau đó nó sẽ đóng gói rồi sau đó luân chuyển cái data ra cái đường internet. Đây là cái kiến thức về mạng căn bản, các bạn còn nhớ hay đã quên? Còn nhớ không? Dưới cái transport thì nó có phần rồi nó chuyển thành dạng tín hiệu điện này kia nữa, data gì đó rồi physical nữa, thì sau đó ra internet. Thì cái phần này nó sẽ là phần đóng gói. Còn nhớ cái mô hình ai cái gì? ISO, ISO, ui, EOS. Ủa cái gì quên mất tiêu rồi. Mô hình gì 7 lớp á? Mô hình gì? Cô không nhớ Ủa nào hồi nãy đây à? OS đây à? OFP OSI. Học hành kiểu vậy đó. Thầy còn nhớ. Tự nhiên cái từ này lâu quá thì quên thôi chứ. Chứ thật sự mấy ông học hành kiểu vậy chết tôi rồi. Hồi xưa thầy cũng là sinh viên các bạn. thầy ơi, sao em nghe bên mạng thầy hơi lắc lắc thầy? Ủa mát lát lát hả?
nghe tiếng được tiếng không này. Ủa vậy hả? Dạ, thôi thôi kể đi, không sao đâu, nghe cái gì nghe nha. Thôi thôi tiếp tục đi. Thôi cái kiến thức các bạn học chán quá, các bạn học một kỳ một năm cũng quên, thầy học hơn chục năm rồi thầy còn nhớ, các bạn học thì chết tôi rồi. Ok thôi thôi quay lại cái vấn đề này, nói về Socket á thì nó sẽ là xây dựng theo cái cơ chế là server và client. Thì đối với thằng Droid nè, nó sẽ phát cái, nó chạy trước nên nó phải phát cái video trước, thì nó sẽ đóng vai trò là server. Thì nó cũng tham gia vào cái này á, trong cái mô hình ba ông ha, ba 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 phần chứ không phải ba ông. Cái phần client nhỏ nhỏ bên đây nè, nó có nhiều ông lắm, nó có nhiều ông cùng kết nối tới server này được, có nhiều luôn. Thì cái mối quan hệ nha, cái mối quan hệ giữa Droid và cái head server này á, là mối quan hệ là một bộ server, là một cái bộ socket riêng. Còn cái mối quan hệ giữa cái head server này với những cái client bên đây nè, là nó sẽ dùng một cái bộ socket riêng ha. Đó thì các bạn sẽ thấy nó như thế này, cái ông Droid này. Nhưng mà các bạn chú ý là cái ba những cái ông chương trình mình chạy á, tại vì nó cùng chạy trên một cái máy tính nên cái phần bọt nó phải là khác nhau ha, những cái phần bọt nó phải là khác nhau, tại vì nó trùng nhau á có thể nó sẽ gây ra lỗi. Tại vì khi mà thằng bọt nó trùng nhau, những cái chương trình này mình cùng chạy trên một máy tính mà bọt nó trùng nhau nữa, dẫn tới là cái IP nó cũng trùng nhau. Thì ví dụ như thằng này làm server, thằng này chỉ là client thôi, nhưng mà lỡ như thằng này nó chạy, nó muốn thằng này cũng server, thằng này cũng là đóng vai trò của server, tức là từ 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 thầy nói cái chỗ này, tóm lại cái bọt nó nên là khác nhau đối với những cái chương trình cùng xài socket, nên những cái bọt nên là khác nhau tại vì cái IP nó trùng nhau rồi, nói đơn giản vậy đi. Còn trong tùy tình huống cụ thể thì nó có thể là khác nhau trùng nhau rồi tính sau, nhưng mà nói chung là tốt nhất là nên là khác nhau, nên là khác nhau nha, nên là khác nhau. Rồi thì đối với Droid với head server thì thằng Droid đóng vai trò là server, thằng 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 head server này sẽ đóng vai trò là client. Đó thì ở bên đây nó chỉ có mô hình là một server một client thôi, tức là ông này chỉ phát và ông này chỉ nhận thôi. Thì cái ông này sau khi ông nhận, ông client này nó có một cái code này nè, nó sẽ tạo ra một cái thread, cái kiến thức nãy thầy mới nói đó, nó có một cái luồng để nó connect cái server này để nó nhận dữ liệu liên tục luôn, và nó là nằm trong cái hàm có tên là gì các bạn, có tên gì, cái hàm đầu tiên á, cái hàm mà hồi chỗ mà hồi nãy thì kêu các bạn sửa số 888 á, bộ 888 á, cái hàm đó tên là gì, cái gì relay, cái gì server gì đó, đọc cho thầy cái. Ủa mấy ông cắm máy đi đâu rồi, Dạ đúng rồi. thì đọc giùm thầy cái tên thôi, cái hàm bên khác server. Nói chung là thật sự nha, cái thời thầy sinh viên chắc thầy cũng không có khả năng phân tích như bây giờ của thầy đâu các bạn. Nên chắc thời thầy sinh viên thầy cũng giống như các bạn kiểu kiểu như vậy đó. Cũng không khác gì đâu, nhưng mà không biết tại sao thầy vẫn muốn các bạn phải giỏi hơn thầy cơ, đúng không? Tức là giỏi hơn thầy thời sinh viên á, về khả năng phân tích code đó. Chứ giờ kêu bạn nghiên cứu xong cái, nhưng mà giờ vẫn có nhiều bạn vẫn có khả năng phân tích rất là tốt nha, nó rất tốt, tốt hơn thầy luôn á, tốt hơn thầy hiện tại bây giờ luôn kìa. Đó thì muốn là các bạn đã được phân công nhiệm vụ gì, các bạn đầu tư để các bạn làm nó good lên. Vẫn có một số vài bạn thôi, nhưng mà đa số thầy toàn phải giảng lại nhiều quá. Các bạn cố gắng ha. Ok thì ông Droid thì ông chạy nè, thì ông client này ông sẽ chạy cái đoạn, đây là một cái đoạn thread ha. Tại sao thread thì thầy sẽ đưa một cái thêm một cái video cho các bạn để các bạn coi một cái luồng á, trong cái tiểu trình trong hệ môn hệ hành học rồi đó. Thì ông này sẽ chạy đúng cái trò như thế này ha. Rồi ngoài ông này ông sẽ nhận dữ liệu ha, ông nhận dữ liệu thì sau khi ông nhận dữ liệu ha, thì ông sẽ tiến hành là ông sẽ set up một cái server của ông ha, của ông ở đây. Thì hai ông này phải có hai cái số hiệu bọt khác nhau, mình nói tới cái số hiệu bọt đó, bây giờ mình ghi lên cái ông Droid này, mình cái số hiệu bọt của ông server này sẽ là hồi nãy thì mới kêu bạn sửa đó là 8888 đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn trong cái hàm này nè, cái hàm này là đóng vai trò client kết nối với server này, nên thầy mới kêu các bạn sửa sửa cái bọt bọt của thằng
cái clan này nè, cái clan này sẽ có một cái bọt khác nha, cái bọt ít 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 gì đó. Thì trong cái socket khi các bạn học rồi á, các bạn cũng biết là gì, khi cái client mà muốn kết nối tới một server thì phía bên client á, nó không cần cái bọt luôn, mình không cần cấu hình cho nó một cái bọt cụ thể, mà mình chỉ cần connect tới cái bọt của cái server thôi. Nên trong cái đoạn code các bạn á, các bạn sẽ thấy có cái một cái biến tên là bọt á, nhưng mà thực ra cái biến đó chính là cái bọt của cái server ha. Phía cái code nào mà là của client á, thì cái bọt mà client connect á, nó sẽ gọi cái hàm là client connect á, tức là kết nối tới server nha, có cái chữ connect á. Connect là cái hàm connect á, là nó sẽ kết nối tới server. Thì cái bọt mà các bạn thấy nó để trong cái hàm connect á, thì đó chính là cái bọt của server nha. Thì cái bọt server các bạn sẽ thấy ở trong cái hàm này nè, nó ghi là 8 8 8 8, hồi nãy thầy kêu sửa. Thì tức là cái ông client này sẽ kết nối tới server này với cái bọt này. Còn cái IP thì mình không nói làm gì nữa, tại tất cả tụi này cùng trên một cái máy tính ha. Đó chính là cái lý do là cái thằng này số 888 này phải số 88 nè. Rồi tiếp theo là ở phía dưới ở chỗ mà thằng cache server nè. Bây giờ tới lượt nè, thằng cache server này thì nó sẽ giao tiếp với những thằng client này, đúng không? Nó giao tiếp với những thằng client này. Thì cái thằng cache server này á, thì những thằng cache server này nó sẽ chạy ra một đóng vai trò là server ha, nó sẽ đóng vai trò là server. Thì cái đoạn code server này nó chia làm hai phần nha các bạn, một phần là phần đầu, nó một phần là phần ở ở, ở trên cái đoạn code này luôn nè, nó sẽ nằm ở phía trên. Thì nó sẽ có hai cái đoạn, tức là cái đoạn ở phía trên là cái phần mà các bạn thấy cái phần mà listening đó, nguyên cái đoạn code mà khởi tạo socket rồi listening ở cái dòng số bao nhiêu phía trên đầu á, các bạn lướt lướt cái code bạn nhìn đi, thì sẽ thấy các bạn sẽ thấy là cái chỗ mà nó có cái số hiệu bọt á, thì cứ là server thì nó phải có một cái số hiệu bọt cho riêng nó. Thì chỗ này mình thầy vẫn để nguyên là 9999. Ây da, chết tôi rồi. 9999 ha. Thì tại sao mà hồi nãy thầy kêu các bạn là phải sửa cái số hiệu bọt của cái ông này là thành 8888 nè? Tại vì mình đang chạy trên một máy tính nha mọi người. Mình đang chạy trên một máy tính. Còn cái video của người ta chạy trên hai cái máy tính. Nên vì vậy cái người ta cứ để cái ông này là một cái máy tính riêng rồi. Thì ông này với phía nguyên cái phía phần còn lại bên đây á, là hai máy tính khác nhau, dẫn tới là cái IP của nó đã là khác nhau rồi, nên dẫn tới ông này cũng cứ để 9999. Thì ông bên đây á, ông cũng sẽ kết nối tới ông bên đây là 9999 luôn, ok không? Rồi sau đó chính ổng lại tạo ra một cái server của chính ổng luôn để giao tiếp bên đây, ổng vẫn để là 9999 luôn. Thì khi đó cái 999 của ông này nè với ông này nó sẽ không có bị trùng lấp lẫn nhau, tại vì ông này là một cái máy tính riêng và ông phiên phần còn lại bên đây là một cái máy tính riêng ha. Còn nếu mà các bạn để cùng một máy tính á, các bạn không sửa cái số hiệu bọt khác nhau á, thì nó sẽ gây hiểu nhầm. À, các bạn hiểu hiểu là hiểu không? Tại vì khi mà cái ông này cũng chạy, nếu mà cùng một máy tính nha, thì ông này cũng là 999 đúng không? Và ông này cũng là 9999 đúng không? Các bạn tưởng tượng đi, tình huống ông này cũng là 9999 đúng không? Thì khi đó những ông client này sẽ connect tới những tới cái server này, nhưng mà tự nhiên ông client ông connect tới, ông thấy ủa, bên đây cũng cùng máy tính này, ủa cũng có 999 nữa. Thì những ông client này ông bị hiểu nhầm. Ông chạy qua bên đây, ông kết nối với cái Droid này. Các bạn thấy nó fail chưa? Nó fail chưa? Ủa, vậy giờ có hai ông server cùng là 99 đó. Vậy ông client kết nối tới ông nào đây? Tới server này hay tới server này? Đó. Thì cái nhóm hồi nãy cũng chạy cái code y chang các bạn á, thì nó báo cái lỗi là cái bọt cái gì mà use cái gì only use cái gì bọt number gì đó, tức là liên quan tới cái bọt. Nên cái chỗ này thầy mới kêu là các bạn chạy cùng một máy tính á, các bạn phải sửa cái này thành 888. Đó. Thì khi này ông này sẽ tiếp tục đóng vai trò là server 999. Rồi, thì cái đoạn code server này tách làm hai phần. Phần thứ nhất là ở cái đoạn trên của cái code này, sau đó nó sẽ qua một số cái đoạn code tới cái đoạn này nè, cái đoạn mà start video stream nè, sau đó xuống cái đoạn cuối cái cuối cùng á, thì nó lại tiếp tục là vẫn là cái code của server. Thì ở phía trên này nó viết xong, ở dưới các bạn thấy cái hàm accept, tức là đứng đợi những cái client kết nối tới á, trong cái vòng while quay true á, cái dòng while true á, ha, quay true á, các bạn thấy cái hàm accept á. Thì đây chính là cái giai đoạn mà ông này sẽ đứng vai trò là server, ông sẽ truyền cái video nhận được từ ông này, video ông này truyền về cho ông này nè, ông này thì sẽ đưa cái video đó vô đây, thì từ đây video ông này sẽ được vào tầng làm gì, à, đưa cái video qua cho những ông client này, các bạn hình dung được không? Nên cái bọn 999 rồi, thì bên đây thì những ông client này sẽ gọi cái hàm là gì, connect thôi. Thì cái ông những ông client bên đây nè, ổng sẽ không cần cái định định ra cho ổng một cái địa chỉ bọt nữa, mà ổng chỉ cần là gì, connect tới cái bọt của cái server này mà không phải là của server này. Nên các bạn sẽ thấy cái connect này bên client này mình vẫn để nó là số gì, à 9999.
Rồi hiểu không mọi người? Hiểu chưa? Tức là cái cache server này nó chạy hai tính năng, một là client đối với ông này, nhưng nó lại là gì? Server đối với gì? Với những cái ông client ở bên đây. Rồi, có câu hỏi gì không? Hiểu chưa? Hình dung được chưa? Dạ rồi. Nếu như các bạn thực sự có phân tích Dạ rồi code ạ. các bạn rồi á, thì các bạn nghe cái này của thầy nữa là các bạn sẽ hình dung được ha. Rồi có câu hỏi gì không? Có chỗ nào không rõ nữa không? Rồi ok ha, rõ rồi ha. Rồi bây giờ các bạn quay lại, các bạn share cái màn hình các bạn đi. Bây giờ mình sẽ coi coi code các bạn nó bị lỗi ở chỗ nào. Thì các bạn hình dung được cái ý tưởng rồi đó. Bây giờ mình sẽ coi thử coi code các bạn bị lỗi ở chỗ nào. Rồi các bạn share màn hình đi. Rồi ok ha. Thì bây Dạ. giờ em phóng to cái code hơn một xíu thầy dễ nhìn, nhỏ quá, gần tới 6 độ rồi. Cố gắng hạn chế cận thêm. Ủa đè control không được hả? Bấm dấu control cộng mới được không? Đè control lăn chuột hoặc là bấm control cộng. Không không được rồi, thử cả hai Thôi, thầy thấy rồi, thôi kệ đi. Rồi, rồi. dạ. Bây giờ mình sẽ phân tích thử nè. Bây giờ là cái vấn đề giữa cái cache server với client đúng không? Em qua cho thầy coi code client coi. Có cái gì? Ủa, Dạ được. cái code này là em copy của người ta, em tải cái code mẫu của người ta hay là em gõ lại theo video? Người ta có code mẫu Dạ đúng rồi, em lấy từ code mẫu của người ta. á. À, hay ha, giỏi ha. Học như vậy chết tôi rồi. Các bạn phải coi video, các bạn gõ lại thì khi Rồi. mình gõ từng cái mình mới hình dung được nó là cái gì. Thầy nghĩ là như vậy thì nó tốt hơn, trừ khi mà các bạn làm không được á, lỗi á, thì các bạn mới nên suy nghĩ tới là lấy code người ta về để trải nghiệm coi tại sao ha. Còn học mà cứ sợ tốn thời gian thế này tôi thua rồi. Ok, ủa hồi nãy cái cho đợi đợi nhóm mình đợi chút, thầy hỏi cái nhóm kernel á, ủa các bạn mới tắt con led hả? Thầy thấy bên thầy nó bị tắt rồi nè. Ông Tân Quốc chắc ông đi gọi ly cà phê rồi. Dạ em nghe thầy ơi. Dạ không ạ, em đang làm ạ. Do Ủa bên bảo toàn cũng đang vô nên là nó bị bẩn đấy thầy, nên nó báo là nó đang bị bẩn nên em đang kêu bảo toàn thoát ra. không phải đâu, không phải do các bạn thoát ra hết vô đâu. Các bạn vẫn 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 dùng cái lệnh catch để các bạn coi kết quả được, không có cần phải thoát ra đâu. Hiểu không? Dạ thầy cho em thêm tí thời gian nữa. Nói sao ta? Tức là cái việc mà thầy gắn kết cái GPIO không vào trong cái hệ điều hành mình á, là coi như thầy đã gắn kết rồi, thầy đã cấu hình nó là output rồi, thì các bạn không cần làm hai cái bước đó nữa. Hiểu tưởng không? Các bạn chỉ cần dùng cái lệnh echo 01 để các bạn đẩy vô cái đường dẫn value á, để các bạn coi cái giá trị, sau đó các bạn dùng cái lệnh khác đó coi coi các bạn có để điều khiển được nó hay không thôi ha. Hai bạn cùng điều khiển được mà, đâu có gì đâu, đâu có gì báo bận đâu. Đừng đừng có chạy cái phần mà cấu hình cái GPIO đó nữa, hiểu không? Cái export với cái directory đó, direct direct direction á, mình không có cần gõ hai lệnh đó lại nữa, mình biết là được rồi, hình dung được không? Ừ, sau đó hai bạn gõ lệnh kia bình thường, không có đề gì đó. Cứ tức muốn muốn kiểm chứng á, các bạn hãy mở hai cái cửa sổ terminal lên, các bạn cái này một cái thì mình hãy cho cái mình khác mình coi thôi, bình thường mà, đâu gì đâu. Ừ. Rồi nó còn cái báo bận là do cái chỗ các bạn export với cái kia thì cái đó thì làm rồi thì đừng làm lại cái đó nữa là được rồi. Ok ha. Rồi, ok rồi, thôi quay qua lại cái code của rồi thôi quay lại cái code thì nhìn nữa không, chính 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 là đúng rồi nè, đó client connect nè, theo đúng như những gì thầy mô tả thì nó nhận xong rồi. Ủa nhưng mà tại sao nó connect, nó không connect được? Chính 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 tức là cái server ở bên kia nó có vấn đề, nó connect được rồi. Thì em quay lại cái cache server đi, mình kiếm cái đoạn code server mình coi, một đoạn nằm ở phía trên,
đó, phần cấu hình đó đó, cái phần này phần cấu hình của nó nè. Tức là nếu mà cái phần server này nó chạy ổn định đó, thì nó phải xuất ra được là listening ad ha, thì bắt đầu nó sẽ xuất ra cái câu đó. Mình để ý những cái chỗ chỗ đó đó, mình có thể chèn thêm những cái câu string để coi cái code mình nó luân chuyển tới đâu rồi, các bạn hình dung được không? Yes. Rồi. Nói chung là tí nữa nhớ coi là cái video thì phân tích cái code này của cái nhóm kia để mình nắm hơn. Rồi, kéo xuống phía dưới đi. Để coi cái phần xuống nữa cái đoạn code này là đóng vai trò client. Đây là đây. Đó, cái phần while true này nè. Với cái serve client đó là cái đoạn gửi dữ liệu cho những cái client kết nối tới, cái while true nó sẽ gọi cái thread ha. Các bạn nghiên cứu về thread chưa? Là chưa thì nếu em chưa thì ơi vẫn chưa trời ơi, ghi được mỗi cái chữ đăng ký luôn, cuối cùng biết luôn nó hoạt động sao thôi chứ. Rồi bây giờ chạy lại giùm thầy đi, chạy lại các bước đi để thầy coi coi là nó xuất ra cái gì. Giờ chạy cái draw với cái khác server trước. Cái khác server rồi 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 rồi. Ồ, cái khác server này nó chạy kinh thế. Rồi tắt tắt cả hai đi, tắt tắt cả hai này đi. Ê không. Rồi. Kéo cái khác server lên đi để thầy comment bớt mấy cái hàng brin khi nó nhận data nó brin nhiều quá trong cái star video stream đó. Rồi, để thầy nó kiếm mấy cái câu lệnh brin đó, nó xuất cái brin data ra nhiều quá. Cái chỗ cả đó dòng 49 comment nó thôi thôi đừng xóa comment thôi. Rồi ok rồi, chạy lại đi, chạy lại đợi rồi với cái này. Đó rồi bây giờ mình nhìn ở dưới cái chỗ xuất ra ở dưới rồi thì nó đã xuất ra được cái listening ad rồi đó, tức là cái quá trình mà nó khởi tạo nó là server là ổn rồi đó, nó khởi tạo server nó là ổn. Ủa, tại sao cái hot IP là 192.168.134.1 vậy? Cái này là em có cắm mạng dây gì máy tính em hả hay sao vậy? Dạ không, không rồi. Mỗi wifi. Em coi lại wifi địa chỉ IP của em coi, tại sao nó ra gì kỳ vậy? Một ba tư chấm một là sao? Kệ, có cái 134.1 một một ba tư là của máy ảo thôi ơi. Trời ơi, cái máy tính cái IP của em nó hiểu nhầm thành cái địa chỉ của máy ảo rồi. Vậy thằng thằng client nó vậy đúng rồi, thằng client nó kết nối tới 192.168.88.249 nên nó không thấy đúng rồi. Có thằng nào là server là 88.249 đâu. Ủa sao kỳ vậy? Em có rõ ràng là em đã có cấu hình IP là 192.168.88.249 rồi mà. Em quan trọng cái nhóm mình á, cả lớp mình luôn, các bạn quan trọng á, nãy giờ các bạn có học được cái lối tư duy của thầy chưa khi đụng vấn đề? Cái đó mới là cái quan trọng của bạn. Còn sau này các bạn đụng vấn đề còn nhiều, cuộc đời các bạn còn đụng nhiều lắm trong vấn đề về học thuật. Nhưng các bạn nãy giờ các bạn rút kết được cái cách thầy tư duy là sao các bạn? Ý là các bước bây giờ thì làm á, thì thầy làm sao? Ủa không học được vậy đó. Quan trọng nhất á, khi các bạn học với những ông thầy giỏi á, các bạn phải học được cái lối tư duy của người ta, các bạn hiểu không? Không, không phải thầy. Không phải thầy giỏi nha, không phải thầy giỏi nhưng mà khi mà các bạn học với một người khác á, các bạn sẽ học được cái lối tư duy của người ta rất là hay, để sau này khi mình đụng vấn đề mình có thể ứng dụng vô để mình giải quyết cái công việc của mình. Thì nãy giờ thầy chỉ các bạn cái gì? Thứ nhất các bạn phải hiểu rõ được cái code mình, kiến thức cơ bản về socket này kia các bạn phải nắm được nè, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là khi các bạn đụng một cái vấn đề lớn các bạn không hiểu á, các bạn hãy đi khầm chia vấn đề lớn thành những cái vấn đề nhỏ. Ví dụ như đơn giản là phần cache server của thầy á, các bạn thấy thầy chủ động làm gì? Thầy comment những cái gì đó nó tùm lum đi, theo đầu thầy xem những cái chỗ mà brin hay là này kia gì đó,
để coi coi nó ra được những cái gì mà mình mong muốn hay không. Thứ ba á, là chịu khó coi những cái kết quả nó xuất ra màn hình á, mình phải làm, tức là mình phải sống chậm lại. Khi mà các bạn muốn 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 nhanh á thì các bạn phải làm từ từ, cái nó có một cái quy tắc như vậy luôn các bạn, trong công việc cũng vậy, trong đời sống cũng vậy. Các bạn muốn nhanh á thì các bạn phải từ từ, nhưng mà không, từ từ ở đây có nghĩa không phải có nghĩa là đừng có làm từ từ hẳn làm, không phải, mà các bạn phải làm, luôn luôn phải làm, nhưng mà làm ở cái tốc độ từ từ, các bạn hình dung được không? Tức là suy xét từ từ, muốn nhanh thì phải làm và suy xét từ từ, tức là chứ không phải là làm từ từ nha. Thì ở đây thầy mới thấy là thôi mình cứ chạy từng bước đi, mình comment cái mới gì đó và mình coi những cái kết quả nó xuất ra, những cái câu lệnh brin đó nó ý nghĩa là gì, kết quả tới đâu như thế nào. Thì đó, thì sau khi thầy comment một cái thì thấy là gì, trời ơi cái gì đây đó, thì các bạn mới mới ngộ ra được cái điều như vậy ha. Thì bây giờ thầy chỉ các bạn những cái cách như sau. Em mở cái chỗ mà quản lý cái, em tắt hết mấy cái bọt đó đi, em mở cái phần, đúng rồi, control panel cái ở trên, đúng rồi. Ồ này, cái kỹ kỹ năng về mạng cơ bản cũng còn nắm được đó, tốt. Ừ rồi, disable nó hết đi, cái này là kỹ năng về mạng căn bản nè, đúng không? Mạng máy tính đúng không? Hai cái đó nó không có connect, không có cần tắt. Hai cái đó hiện tại đâu có connect đâu, tắt gì. Ừ, không tắt luôn. Giờ mình chạy lại. Đúng rồi. Nói chung là nên suy nghĩ nhanh nhưng mà làm từ từ thôi, phân tích vấn đề từ từ thôi. Đó, đó, thấy địa chỉ nó đẹp lắm luôn đó. Rồi chạy Clarence đi. Trời ơi, trời ơi, thêm cờ lái là nữa đi, cờ làm thêm được mấy cái luôn á, cờ làm kết nối được nhiều lắm. Theo cái code này thầy thấy là nó kết nối được nhiều cờ lên lắm. Trời ơi, thấy gì chưa? Ôi, chán mấy ông quá. Nói chung á, suy nghĩ nhanh là điều tốt, nhưng mà làm á thì phải làm chậm và bắt buộc phải làm hay làm từ từ. Nói chung mà thầy thấy nhóm mình cũng chịu làm á, chứ không phải là không, nhưng mà thầy cảm giác nhóm mình làm kiểu nó kiểu như là cứ chưa có phân tích kỹ á, tức là chưa có đào sâu á. Ok, nhưng mà thôi vậy thì tốt rồi, quá 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 ok rồi. Rồi có câu hỏi gì không?